Tiếp tục cái video thứ hai sau khi bọn mình đã dừng chân ở trên thị trấn Bắc Hà và đã được buổi sáng đã làm vài xị rượu rồi, thì đây là hành trình hôm nay của chúng tôi. Đây là con đường giải rượu, con đường giải Ừ, rượu. rồi xin chào anh em, chắc là vẫn Chào anh em nhá. nhận ra đây là một cái gương mặt, những gương mặt thân quen. Hôm nay là có một bạn thổ dân là đồng chí là chủ kênh Chó Bắc Hà TV, là đồng chí Thường, Sùng Quang Thường, đúng không? Dù là hơi phê phê rượu rồi nhưng mà vẫn Đây nhớ cùng tên. cơm ấy. Ừ, đấy là chủ kênh Bắc Hà TV và hôm nay lại là một người hướng dẫn chúng tôi trên những con đường hành trình đến Tây Bắc. Và đây là cậu em cũng thân quen là chủ trại chó Petcot Hà Nội. Chào các bạn, lại gặp lại các bạn trên chương trình video của anh Nhâm Tất TV. Hôm Hôm nay anh nay em mình lên Bắc Hà và được anh chỗ Thưởng này đẹp quá không ạ? dẫn Ông Thưởng đi giới thiệu chơi. cho tôi cái khu vực này là chỗ nào đây? Đấy nhá, mọi người cứ nhìn theo cái trườn mây kìa, xuống cái trườn núi kia, hất sang bên kia là của huyện Mường Khương, xã là xã Cao Sơn, huyện Mường Khương của tỉnh Lào Cai. Đấy. Và nó được cách nhau bởi một con sông gọi là sông Cốc Ly. Con sông này là kéo dài từ dưới xã Cốc Ly dưới kia lên đến tận bản mé giáp Trung Quốc. À, còn cái khu các bạn nhìn thấy gần hơn đây này, đây này, cả cái mảng đồi to kìa. Đấy, từ đấy hất về bên kia là thuộc huyện Simacai đấy, của tỉnh Lào Cai. Còn bắt đầu từ cái đám mây trắng ấy hất về bên này là của Bắc Hà. Đấy. À. Đây là ba huyện giáp nhau. Ok, thế hành trình là sáng nay là chúng ta là vẫn ở trên địa bàn là huyện Bắc Hà đúng Đúng rồi. Đấy. Đây là một cái nơi mà một con gà gáy là cả ba huyện nghe thấy đấy. không? Ừ, rất là đẹp. Rồi, thôi bây giờ anh em mình Tiếp tục sẽ tiếp tục con xuống đường con đi đường. vào bản. Con đường này giới thiệu mọi người là nó là rất may, nó là đường bê tông nhưng mà nó rất là dốc. Để tí nữa mọi người đi thì nếu mà nói thật, nếu mà có một người quay ngồi sau thì sẽ được trải nghiệm ngay, nhưng mà rất tiếc là đi đường này thì bọn em không dám quay thật sự như thế, còn phải tập trung vào Đúng lái rồi, xe cho an toàn. đi khá là An nguy toàn hiểm. ở trên hết mọi người ạ. Ok, bây giờ tiếp tục cái cuộc hành trình của bọn mình đi đến một cái bản ở gần đây và tìm hiểu về những cái chú chó bản và cuộc sống của đời sống của anh em trên bản nhé. Hôm nay đoàn chúng tôi đi còn có hai cô giáo rất là xinh đẹp nữa đang làm hậu cần. Rồi, xin chào các cô giáo nhé. Bỏ em vào ba lô, đưa em ra khỏi thủ đô. Mình cùng rời thành phố, tránh những làn khói ô tô. Xây một căn nhà gỗ, ở mãi xa tận ngoài ô. Vứt hết những bao tô, dưới chốn Hà Nội đông đúc xô bồ. Gạt bỏ một viên đằng sau, mình sống như là đèn vông. Về mình nuôi thêm cá, buồn quá mình trồng thêm rau. Anh chẳng ngại điều gì đâu, nước mắt mình tự mình lau. Hạnh phúc dù trước dù sau, chỉ cần được có nhau. Trên đường đi, bọn mình nhìn thấy một cái cô bé người dân tộc ôm một cái chú chó rất là đẹp luôn, cảnh rất là đẹp. Xin chào chị nhá. Biết nói tiếng Kinh không? Biết nói tiếng Kinh không? Một cảnh rất là đẹp. Bọn mình thì hôm nay đi vội quá, không có cái kẹo, có không thì cũng sẽ tặng cho cô bé một vài các cái viên kẹo. Chúng tôi đã đến cái ngôi bản mà có một cái chú chó rất là huyền thoại tại cái khu vực này. Theo đồng chí Thưởng chia sẻ thì tên của nó là Sư Tử Đỏ. Bây giờ mình sẽ cùng dẫn các bạn vào nhà và cùng khám phá nhé. Đấy. Đường đi bọn tôi đi khoảng tầm 20 km đường từ thị trấn Bắc Hà đến đây. Đến đây rồi thì đi bộ thêm một đoạn nữa. À, nhà khang trang phết đấy chứ. Đây là người ta đi Trung Quốc à? Đây là vợ chồng chủ gia đình này là giáo viên, vợ y tế chồng giáo viên. À vợ giáo y tế chồng giáo viên đúng không? Ok, anh em mình đi cứ vào tham quan đi.
Đấy, hôm nay có cô giáo Huệ dẫn bọn mình đi. Em làm chén rượu chuối nhỉ? Rồi rượu gì cũng được anh ạ. À, mình và ông Thường và bạn Trường đây cùng hai cô giáo đã đến nhà anh. Anh tên là gì anh nhỉ? Anh như kiểu là người dân tộc đồng bào người Mông à? À cấp 3 với cô giáo Huệ luôn à? Đấy, bây giờ muốn đi xem chó trước tiên là cứ phải vào đây làm chén rượu đã. Mềm môi đã thì các anh mới cho xem chó. Nhà như này, nhà anh như thế này là thuộc dạng là nhà thuộc dạng là giàu rồi đấy nhá. Điều kiện rồi đấy. Tủ lạnh nhá, rồi là màn hình phẳng nhá. Đấy, đèn đuốc sáng trưng. Rượu ngon thế. Rượu gì đấy bác chủ? À, rượu ngu. Rượu ngu của rượu ngu. Lên bảng mong thì là uống rượu ngu. Lên bảng mong thì uống rượu ngu. Ăn chừng gà điên. Này mới là rượu chuẩn đúng không anh? Tại vì em thấy đi chợ người ta mua rượu, người ta muốn rượu ngon, người ta bảo cái này lắc lắc cái tăm nếu nó tan lâu, tan chậm là rượu ngon đúng không? Quá tuyệt vời, tôi nói là em không cần phải làm gì cả, quá tuyệt vời rồi, giữ nguyên như thế là quá chuẩn rồi, chỉnh là lại mất chuẩn. Một trong những cái kinh nghiệm mà anh thích đi đi bản đấy, Thường. Đi lên trên miền núi ấy, là nếu như không có sức khỏe và không uống được rượu thì không thể đi làm chương trình được đúng không nhỉ? Yeah. Hôm nay chú Trường sẽ được trải nghiệm một ngày cứ đến nhà nào xem chó là cứ phải làm bát rượu đã. Trưởng trưởng có khi là mời anh gái nha. Mời anh em nhỉ. Mời hai cô giáo xinh đẹp nào. Mời bác chủ nhà nhá. Rồi xin mời anh em khán giả trên kênh. Trước khi muốn vào xem chó là cứ phải làm ly rượu đã. Đây là cốt thứ hai. Ủa ôi. Ba, nếu mà cốt đầu. Ngon. Thơm. Rượu này là chuối hột. Chuối hột, ngâm chuối hột à? Chuối hột. Em với cả bạn này là Hà Nội lên đây chơi thôi. Đi chơi, đi du lịch. Chứ không phải là đi bắt chó. Anh chị chủ nhà tưởng là bọn mình vào bắt chó là không cho tiếp xúc với chó đâu. Đấy, anh chị rất là quý những cái chú chó này. Uống đến đâu là biết đến đấy đấy, uống đến đâu biết đến đấy. Không, rượu này chắc cũng lâu rồi, nên là uống nó cảm giác êm hơn với rượu mà nó không uống lắm. Đúng rồi. Ôi, đang chả đến đâu biết đấy này. Rồi, đang ở chỗ này là dần dần xuống. Đây mới chuẩn rượu thật. Trước mẹ chồng... Đây là rượu mình nấu. Nhưng mà rượu này rất là ngon, tại vì sao biết không? Thứ nhất là ngâm cái rượu chuối hột đấy. Nó sẽ khác với ngâm mận, ngâm các loại hoa quả khác. Nó sẽ bị bớt cái nồng độ của rượu đi. Nhưng riêng ngâm chuối hột đấy nó sẽ giữ nguyên được cái nồng độ của rượu. Cho nên ngâm chuối hột thì thường rượu sẽ rất là nặng. Nhưng mà uống cái rượu chuối hột này thì nhất là nó giữ mùi thơm rất sâu mà. Rượu này có anh là rượu ngô đúng không? Đúng rồi. Ngô ngâm chuối hột êm mà. Còn ngô ngâm chuối nữa thì thôi đấy nhỉ. Ngô ngâm chuối. Còn những cái mà mọi người rất là khoái. Không có chuối thơm mà. Chuối hột thì thơm thật nhỉ. Chuối hột này. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà uống được hết một bát rượu này thì có ra cho quay chó vào đây thì quay chưa? Quay để cho người Hà Nội người ta. Quay đấy. Chưa, em chưa quay thưởng mới quay. Quay chương trình nhận dắt chó thì vui vui thôi. Em tại vì thấy anh Thưởng và hai cô giáo giới thiệu ở trên này có một bạn. Có con chó rất là đẹp. Bạn bác Hà Sô rất là đẹp. Đến đây xem là muốn thưởng thức cái vẻ đẹp của bạn thôi. Xong rồi tí nữa em cũng muốn nghe cái câu chuyện của anh về cái chú chó này, mình sẽ chia sẻ để cho người Hà Nội, giống em là người Hà Nội, được biết về gọi là những cái chú chó đẹp ở trên Bắc Hà. Chứ không mua bán nhá, em không mua nhá. Ừ, mời anh em nhỉ. Rồi đây, mời. Đấy, cứ phải chẳng nói gì, con chân rượu. Rượu rất là tuyệt vời anh em ạ, rất là tuyệt vời. Trưởng ơi. Vâng, ok. Anh ơi, rượu siêu ngon, uống đi. Siêu ngon. Siêu ngon. Có khi nào siêu ngon xong lại siêu say không? Đấy, lần trước vào thì em
uống rượu từ lò ra. Đấy. Hôm đấy nào uống rượu lắm. Mời bà chủ nhá, mời bà chủ nhá, đến đây du lịch uống rượu thôi, không mua chó đâu. Rượu này. Rượu này là rượu ngô, anh nên tự nấu. Bà chủ vẫn còn sợ là mình đi bắt chó. Bên này cây chuối rừng của mọi người nhá. Đấy. Đúng rồi, YouTuber. Mời tất cả mọi người nhá. Hôm nay lên đây à, rượu này thì là rượu ngô, nhưng mà đồng bào người ta nói lớ rằng là thành rượu ngu. Tức là muốn chỉ ra ở hai điều. Một, thứ nhất là nó bị lớ, tức là nó ngọng ấy. Cái thứ hai nữa là uống rượu nhiều vào thì nó thần kinh nó sẽ bị giảm đi một chút, thì người ta cứ hay trêu gọi là rượu ngu. Rượu ngu, rượu ngu. Đấy, mọi người nhá. Em mời tất cả mọi người. Ui dồi ôi, uống xong đúng rồi. Nặng lắm, rượu này nó rơi khoảng 55 độ ấy nhỉ. Tầm đấy cay hết mồm mọi người. Đấy, lấy một cái giấy, lấy một cái giấy nữa. Đây bác đây. Chủ nhà đang thử xem là đốt cái rượu này có cháy không. Đây. Phải lấy cái mồi có. Rồi 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 rồi, cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi. Cháy. Rượu này mọi người này. Rượu này mọi người bỏ bao nhiêu độ, châm phát cháy luôn. Châm lửa đấy, châm lửa đây. Ui giời. Được của nó đấy. Thấy chưa? Rượu này đúng không, uống vào thì ngu người thật mọi người. Đấy, thấy chưa? Đúng mực mà. Ở nhà em toàn lấy mực mà. Còn nhưng mà cảm giác uống cái rượu này nó rất là chua. Đúng rồi. Trưởng ơi, còn cái tờ giấy châm vào cho anh ấy. Đấy, châm này thì mọi người mới nhìn thấy lửa. Đấy, rượu siêu nặng nhá. Anh em nhìn nhá, nó cháy thật chứ không phải cháy không phải 52 đâu. Đấy, đúng rồi. Đó. Đây không phải nhà ảo thật. Rượu này là 40 mấy độ nhưng mà uống thì giống như kiểu rượu 20 độ đấy. Uống vào rất là êm, nếu mà được ngâm đi thì uống rất là êm. Say lúc nào không biết. Say lúc nào không biết luôn. Đây, đây, đây. Muốn xem, muốn quay con chó của ông chủ. Ông chủ bia đấy, đây là bát thứ hai rồi đây. Nửa một rồi. Tí một thôi em thấy. Đấy, anh em thấy không? Uống đến đâu biết đến đây. Đi quay chó mà nhất là ở trên bản dân tộc là rất là vất vả. Mình thì khoảng tầm nửa năm hay là 3-4 tháng thì mình lên một lần, còn ông Thưởng này thì tuần vài lần. Thảo nào trông mặt dạo này là bớt khôn hơn Tết vừa rồi đấy. Tết vừa rồi, cái chương trình Tết vừa rồi trông khôn, lần này lên bắt đầu thấy nó hơi đờ đẫn rồi đấy. Xuống cấp đấy. Các phụ huynh là quý như thế này. Ờ đấy, đúng rồi. Không phải uống rượu thì mới cho con nhau. Mà em đi cúng rừng thôi, bà con quý hơn, mời uống say. Không biết gì luôn, nó say luôn. Kinh khủng luôn. Hôm nào cái sang năm đi cùng em. Năm nào. Sau khi uống vài chén rượu thì mình với cả bạn Thường ra đây. Chìa khóa bảo hệ đưa. Vậy cầm. Đây. Ok. Đây là cái chú chó nhân vật chính của chúng tôi ngày hôm nay. Ông chờ tí tôi zoom một tí vào. Chú chó này thì theo anh chủ nhà thì là không có tên, nhưng mà ông Thưởng ở đây đặt một cái tên rất là mỹ miều là sư tử đỏ. Bởi vì nhìn nó giống con sư tử. Nó cực kỳ giống con sư tử. Con này hiện tại là 4 năm rưỡi rồi mọi người nhá, 4 tuổi rưỡi rồi đấy. Đây mời mọi người cùng ngắm, xong là mình sẽ kể cho mọi người về cái sự tích của cái bạn này. Tại sao mà đẹp như thế này mà vẫn còn ở đây, vẫn còn trên bản. Mà tại sao mà bao nhiêu lần mình nên mua mà không được, người ta không bán. Răng rất là trắng nhá. Con này khám trước kiểm tra răng là răng đầy đủ. Và răng rất trắng luôn, giờ hiện tại bây giờ vẫn rất trắng, men răng rất tốt. Cá thể rất là đẹp, thì bây giờ hiện tại nó đang ở trong một cái góc nhé. Thì tí nữa mình cũng sẽ nhờ anh chủ nhà, thì anh chỉ chủ nhà được tiếp rượu rồi. Thì mình sẽ nhờ anh ấy dắt ra. Đấy, như anh em mình nhìn thấy đấy, đây là tất cả cái sự thực tế nhé. Mà mình, bạn Thường đã là người bản địa ở đây, và cả các cô giáo nữa. Mà cô giáo Huệ gọi là bạn học của anh chủ nhà, nhưng mà người ta giấu rất là kỹ. Đúng thật là một cái có những cái bài báo hay là có những cái thông tin gọi như quý khuyển báu vật người Hơ-Mông đó. Lúc đầu tiên mình vào nhà là chị chủ nhà, chị vợ ấy, là tưởng là bọn mình đến đây để mà mua chó, chị đã cất giấu cái con chó đi. Bọn mình sẽ phải làm khoảng tầm vài bát rượu chỉ để quay cho anh em được xem thôi. Rồi bây giờ có khi là mình sẽ nhờ bạn Thường sẽ chia sẻ
một cái số thông tin mà bạn Thưởng là đã biết về cái chú chó này để cho mọi người được biết nhỉ? Rồi ok, mọi người, riêng cái con này thì nó hiện tại bây giờ nó 4 tuổi rưỡi và cái con này em mất rất nhiều công lên rồi. Đấy, cứ hỏi anh chủ nhà em biết là con này em lên là không dưới 4 lần, 5 lần rồi. Đấy. Và lần nào lên giờ tóm lại giờ chỉ để ngắm thôi. Đấy. Và chỉ cái nhìn thôi, đúng không? Chủ thì mọi người thấy cái phản ứng của chủ từ lúc bọn em vào thì biết rồi. Con chó này người ta sẽ không bao giờ người ta bán. Đấy. Người ta rất quý con chó này. Và cái con chó này nó còn gắn liền với một cái tiểu sử rất là, nói chung là rất là buồn của anh chủ. Anh này là anh của anh chủ chứ không phải là chủ nuôi nó, mua nó từ đầu. Con này thì là ở trong trước ấy, con này là lứa thứ 3 của đàn bố mẹ nó. Thì nó ở trên cách đây khoảng 3 cây đấy. Ở trên núi rất là cao kìa đấy. Thì được anh ấy mua về anh nuôi ở dưới nhà anh, ở dưới kia cơ. Nhưng mà sau khi anh ấy mất thì là anh ấy chuyển con chó này lại cho ông anh trai nuôi. Đấy, anh ấy thì là làm nghề nghiệp chính là lái xe. Đấy. Còn anh trai anh ấy là làm giáo viên, bây giờ anh trai đang nuôi. Và cái con này nó còn ở đây, tức là người chủ người ta muốn giữ lại cái linh hồn của anh ấy ở lại đây. Thì là người ta muốn để lại và không, sẽ không bao giờ bán. Không bao giờ bán. Nó là như thế, bởi vì anh ấy mất rồi và đây là cái duy nhất anh ấy để lại. Còn vợ con anh ấy là đi ở với người khác rồi. Người Mông nó là như thế. Cứ vợ hoặc chồng mất là sau 1-2 tháng là người ta đã đi lấy chồng khác hoặc lấy vợ khác. Đấy. Nên là cái con này là sẽ là linh hồn của anh ấy giữ lại ở đây. À, đấy là cái câu chuyện về cái chú chó này. Nên tại sao bao nhiêu lần lên người ta không bán? Không bán đấy. Là như thế đấy, đúng không? Nên là mình nghĩ đi nghĩ lại rất là nhiều và mình đã đặt cho nó một cái tên cũng rất là gây cho nhiều người người ta tò mò và nó lại rất đúng với bản tính của nó. Nhìn vào bây giờ là nó đang vừa thay lông xong, lông chưa phun ra hết. Đấy thì là nhìn nó đã được lông mức độ như này rồi. Còn lúc mà nó đẹp lông, nó thay lông xong khoảng 3-4 tháng nó phun lông ra ấy, thì nhìn không khác gì một con sư tử. Mõm hộp, đầu to, đầu thủ to, chuẩn dòng tai cụp. Đấy. Nhìn phê luôn. Mà đây sống ở trong môi trường rất là bán tự nhiên, bán hoang dã đấy, đúng không? Mà cái thần thái của nó rất là tốt. Đó. À, sau khi làm một vài bát rượu rồi thì bọn mình mới có thể quay được cho anh em được xem. Ví dụ như cái lần trước ấy, lần trước bọn em lên ấy, thì là nhìn cái lông lá, mọi người muốn ngắm lại hình ảnh lông lá của nó đợt trước ấy, thì mọi người vào một số cái video của em ở trong, hai cái video của em ở trong kênh Chó Bắc Hà TV ấy, thì nó sẽ có cái hình ảnh mà lúc nó phun lông nó đẹp như thế nào. Lúc đấy thì mọi người nhìn thấy chắc chắn nó sẽ đánh giá là chú chó này như thế nào. Và tại sao em mất quá nhiều công sức như thế để lên mua không được và bây giờ lên chỉ để ngắm. Đấy, cứ một vài tháng lại lên chiêm ngưỡng em nó một lần. À, ông có thể chia sẻ cho tôi được biết là ví dụ như cái đợt mà gần đây nhất mà ông đã từng trả giá cái chú chó này là bao nhiêu tiền? À, chú chó này mình đã từng trả giá là 30 triệu rồi. Nếu mà chủ có ý định bán thì có thể mình sẽ trả hơn. Nhưng mà chủ vẫn nhất quyết không bán. Cương quyết không bán, đúng không? Đấy. Mọi người nhìn nghiêng con chó, mõm rất to và ngắn. Tức là mình đông người như này, với lại có chủ ở đây thì nó sẽ hiền. Nếu không có chủ, nó sẽ thể hiện bản tính nó rất là dữ. Bởi vì chó Bắc Hà là bản tính nó là coi nhà, bảo vệ lãnh thổ. Nó vẫn dè chừng lắm. Rất dè chừng mà. Nó lừ 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 này. À, đấy thì ví dụ như là đây mình sẽ quay lại cho anh em được xem. À, mình và bạn Thường là cũng đã tiếp xúc một vài phút rồi. Nhưng mà khi tiếp xúc với chó lạ thì cả mình với bạn Thường đều phải có một cái tư thế là ngồi. Ngồi là nó sẽ cảm thấy là yên tâm hơn. À, mình hạ thấp trọng tâm xuống thì con chó nó sẽ yên tâm. Không, xem và quay phim thôi, bọn con chỉ quay phim thôi. Đấy, bọn con quay phim về Hà Nội. Ôi, đẹp quá, rất là đẹp. Đấy, chị chủ là không muốn cho quay. Đấy, anh chủ thì cho uống rượu rồi. Đấy, một chú chó rất là đẹp đó. Đây, con này là con của nó này. À, con của nó à? Đó. Thấy chưa, anh em thấy quay một cái chú chó đẹp rất là khó. Đúng là báu vật của người Mông. Thôi, không làm phiền anh chị nữa. Bọn mình vào kia chia tay thôi.
Đó. Rất là khó khăn để mà quay được một cái video một cái chú chó đẹp. Đúng là một cái chú chó gọi như là báu vật của người Hơ Mông. Đấy, chị chủ nhà là không được phép quay. Rất là quý chó nha. Ê, chị thích chó. Em có thời gian chăm mấy rồi thì toàn chị. Thằng vợ chăm rồi. Thằng nào quý chó thế. Nhà anh đang xây cái gì ở phía kia kìa? Đi lên không ạ? Thôi vào đây chia tay ông chủ một cái. Mọi người đây đi anh em ơi. Rồi chia tay ông chủ một cái đi. Thông cảm với bọn em nhé, bọn em làm một số cái chương trình để giới thiệu về con chó này thôi chứ không có ý định bán hay mua gì cả. Có chị cũng như em, chị quý nó, em rất là quý nó nên là em mới lên đây để làm chương trình vì nó. Thôi hôm nay ít nhất là cũng được thỏa mãn rồi, là đã được nhìn thấy một cái con một bắc hà sồ rất là đẹp, sư tử đỏ theo đúng lời ông Thưởng chia sẻ. Thế là cũng đã thành công rồi và mang được một ít hình ảnh này và có những câu chuyện về cái chú chó này để gửi đến anh em khán giả. Rồi chắc là có khi là bọn em cũng phải di chuyển đây. Rồi sẽ có khi là làm một chén nữa, làm chén rượu nữa, làm chén rượu chia tay. Biết đâu lại có một gì nào đó gặp lại. Thôi. Nút chén này chắc em say mất. Ơi, nấu em lo thôi, thì tí em còn lái xe. Bọn em còn lái xe. Đã rót ra phải không có rót vào. Mình chỉ rót vào một thôi. Đấy, anh em thấy thế là anh rót anh nhiều một đi làm video ký sự trên đường núi rất là thích, rất là nhiều cảm xúc nhưng mà thật sự là cũng rất là vất vả. Anh em xem cái video này nhớ cổ vũ cho anh em mình bằng nút bấm subscribe, bấm like nhá cho cả kênh Nhâm Tuất TV và kênh của ông bạn chó Bắc Hà TV, một cái người dân bản địa. Ở đây có rất nhiều những cái chương trình hay về Bắc Hà, anh em cứ tìm đúng theo cái tên là sẽ ra. Rồi, bây giờ bọn mình sẽ làm nốt cái chén rượu này và di chuyển đến cái địa điểm tiếp theo. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục. Thôi anh em mình khả năng lắng lại thời gian một chút để ăn trưa nhỉ? À không, bây giờ bọn em phải di chuyển, bọn em di chuyển đã. Rồi, khi khác. Hôm nào lên được em sẽ gọi điện trước. Bọn em là phải di chuyển đã. Rồi, cảm ơn bác chủ nhà nhá. Với khi mà lên đến bảng mong này thì tất cả là như là cây nhà lá vườn hay không? Bao mối mình chính là vâng, bọn em thì không có lời cả, nhưng bọn em còn đang còn một chương trình nữa để đi. Rồi, cảm ơn bác chủ. Bác lần sau ạ.